Rồi nó bán mất trợ lực rồi. Đó mười mấy triệu mấy, 14 triệu. 14 triệu là zin, còn 9 triệu là độ. Vậy à? Dữ à? À, đủ dữ à. Vậy em này cũng năng, em này cũng năng năng đồ đấy. Ừ, đúng rồi. Cái bơm em mời tôi dắt rồi. Bơm nhỏ. Anh à, anh xuống cho kia đó. Nó có cái ống thục của em mời tôi dắt á. Ờ, đúng, 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 đúng. Rồi, rồi xuống trung kiên lấy, xuống trung kiên. Ờ. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Mẹ 57 là 12 đó. À, thưa quý vị là cái đầu phone này rất đẹp, còn zin rất đẹp đúng không ạ, vùa trước ba khía, đấy, ba gân, đấy, vùa sau thì to, 16, 16, 9, 38, đó, cho nên là rất đẹp, mu cho đến từ mu cho đến đùi cực kỳ đẹp và sang trọng, nhìn bắt mắt, đấy, nhưng mà cái điểm yếu của chiếc xe này chỉ là không có trợ lực tay lái. Đấy, còn đời T4 thì nói các bác biết rồi. Nếu Ford 4.000 mà đời T4 thì các bác đã biết là đời phải chinh chiến nồi đồng quê đá. Đấy. Em thì nói chung được nghe tất cả những cái bác tiền bối đã từng trải qua. Đúng không ạ? Xài nhiều đồ của Ford. Đấy, các bác cũng nói với em thì em cũng nói như vậy. Còn đây chủ yếu là mục tiết là mặc đồng bộ các bác nhé. Mặc đồng bộ. Đó. Mỗi chủ mỗi một cái cách tính. Chủ chiếc xe ấy đây. Chủ chiếc xe anh chị xuống nhà chơi đó hôm nọ đấy. Vâng, đến em là xong luôn rồi. Đấy, An Bình. Không, ngã ba thành công ấy đấy. Đó. Để xài rồi. Nhiều người có mua lắm mà tôi cũng không có bán. Là bán bữa nào em mua đầu lên em bọn nó về em khoan. Cái đó. Ở đâu mình không bán với cái một nhỏ. Về chứ giờ đâu có hỏi được đâu. Ừ. Thì nói có những cái muốn mà lại không được. Mà cái này để được thì là mất cái kia. Ở cho nên phải chấp nhận. Chiếc phò đó làm sao? Ở chiếc này thì lại nó là cái mọt nó nhỏ quá. Nói chung mà rộng ra một tí là ok. Cái mọt này hơi nhỏ. Ừ. Mà chủ lại không muốn là nới, muốn là một cái bọc zin. Không biết làm sao chứ bữa là tôi đang kéo. Rất khó tính. Kéo lô ở gần đây nè, tôi lấy về. Nói chung có những ông chủ thì chủ cũ, nhưng mà chủ mới thì chúng ta phải lựa chọn sáng suốt để đúng vào cái tầm của mình, chứ không nên manh động rồi về lại hối hận cả đời. Nói chung là sai một giây là sai một ly là đi một dặm, đúng không ạ? Nhẹ dạ thì mang bầu cả đời, thế thôi. Gái mà nhẹ dạ thì thôi rồi. Cho nên mỗi khi mà vợ chồng đi mua là phải kỹ lưỡng, các bác nhá. Đấy, suy tính đồng tiền. Thứ hai là phải nhìn tọa độ. Từ xa coi dáng dấp em nó như thế nào. Rồi lại gần tai nghe mắt thấy tay rờ, đúng không ạ? Rờ máy, rờ móc, đấy, rờ đuôi. Rờ mu xem là có đúng đùi to hay đùi nhỏ. Rồi bắt đầu là của năm nào. Đấy, các bác nhá. Chứ không phải tưởng mà đỏ mà chín. Cho nên là các bác cứ yên tâm bình tĩnh. Còn em hôm nay review lên một chút để làm kỷ niệm. Cũng như mỗi lần em đưa khách lên đây thì các bác phải thông cảm cho em. Mỗi một lần đường xa lên đây 70 mấy 80 cây, như hôm nay em đi từ An Bình, Phú Giáo, Bình Dương để rước một người em. Các bác nha. Đây nè, đây chiếc xe này nè. Đó đây. Đấy. 61 Bình Dương. Là lên đây từ sáng đấy giờ. Đấy. Xem cũng rất nhiều. Nhưng để quyết định là do các em chứ em không quyết định được các bác nhé. Cho nên thì về cái mặt này là rộng 2m2, cao 1m7, thắng hơi lắc kê cầu 8 tấn, bánh đôi còn mới, cũng như em review mấy lần rồi. Và em cũng nói với các bác một chút thì cái nghề nghiệp của em thì em đi đâu thì em phải review một chút để cho các bác
không phải riêng về các bác, mà những người mới tiếp tục xem và theo dõi, cũng như tâm của các bác đến với em thì cho em một like để làm một cái động lực cho em trên bước đường đi tìm cái cũ của người ta về làm cái mới của mình. Đấy, và hôm nay thì dạ, alo ạ. Ngã ba Bình Phước em, ngã tư Bình Phước, ngã tư Bình Phước rồi đó là quốc lộ 13. Em xuống xong em về quốc lộ 13 là lúc nào cũng có xe về về Bình Long Lục Ninh, thì em đi chuyến xe Bình Long Lục Ninh đến ngã tư Trần Thành em xuống. Đúng rồi. Không, ngã ba Trần Thành, ngã tư Trần Thành, ngã tư Trần Thành Bình Phước. Nha, em nói là tôi cho tôi xuống ngã tư Trần Thành Bình Phước, tức là cách khoảng 90 cây số từ ngã tư Bình Phước lên đến ngã tư Trần Thành. Đúng rồi, còn từ em là Phú Yên là Khánh Hòa em. Ờ, em từ Khánh Hòa ra là cũng tầm 400 cây á. Đúng không? 400 cây không? Rồi, ok, thế thôi. Còn xe mà đi về đó là đã có ấy rồi, có xe đầy đủ, anh ghép xe cho em. Đấy. Ừ. Thôi vậy nha, có gì đem cho anh nha. Ok em. Rồi, có người ở Khánh Hòa điện cho Lê Tuấn và mua một chiếc mọt 65 triệu bớt còn 62 triệu ở tại ngã tư Nhân Thành của cơ sở Trung Kiên. Vậy nhá. Rất đông các bác trả chiếc mọt đó 60 triệu nhưng Trung Kiên không ăn. Và bây giờ Lê Tuấn chốt cho Trung Kiên. Đấy là cái giá, tức là 62 triệu. Ông vừa phải thôi, tôi đang còn quay phim, ông phải cho tôi nghỉ quay phim đi. Ông quay quay. Đấy, cứ quay quay để quay phim lên bán giùm cái gì đấy. Thì nói chung là các cháu nó cũng thích, cho nên các cháu cứ chọc ông Tuấn. Rồi, và cuối cùng thì cho phép Lê Tuấn xin dừng video tại đây. Xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc. Và riêng chiếc xe này là 125 triệu các bác nhé. Xe 4 ngàn, đời T4. Đấy. Và cho Lê Tuấn hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác.